cuối cùng rồi mình vẫn thế. Khóc chi em, khóc chi em cho mai mã hồng được gì. Dọn nền anh đành để mãi đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hỡi đâu mà xót thương thân ai. Những ngày còn nồng ấm lại giữa đôi ta đã bao cánh biệt chung chung. Người thì mộng một trời khám xa, người thì còn chẳng ngao tay chân. Nên anh đã biết đường ngày nay. Vâng, lại lên sóng để giới thiệu các bác Nô vang số X10 Men Go cực kỳ đẹp. Nô này cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy, gồm có 4 con chữ đen và 1 con chữ đỏ. Đấy. À, hàng này thì em bán cũng rất là nhiều rồi. Và hôm nay tiếp tục về tiếp được 5 con, 1 con chữ đỏ và 4 con chữ đen. X10 Men Go là thương hiệu của Nhật, đặt trụ sở tại Đài Loan cùng với Z Pro. Đấy là một tập đoàn. Và những cái phân khúc của loa Z của loa Men Go ấy thì các bác để ý là rất là hay và nó cạnh tranh trực tiếp với hãng B&B ấy. Và hôm nay thì làm cái dòng mã này đã thì toàn bộ là vang số của Men Go, với tất cả những hãng vang số trên thế giới đều sản xuất tại China. Vang China là cha đẻ của cái dòng vang số. Đấy, tất cả những dòng vang số gọi là vua nọ vua kia đều sản xuất tại China. Và hãng Men Go này đặt trụ sở tại Đài Loan, nhưng vang số cũng sản xuất ở Nhật và sản xuất tại China và theo tiêu chuẩn của hãng. Các bác nên ý là theo tiêu chuẩn của hãng nhé. Tại vì cùng một con vang X5 chẳng hạn, nhưng nó rất nhiều hãng đặt, và mỗi hãng đặt thì đặt theo cái tiêu chuẩn. Và nó đơn giản nó gọi là giá tiền đấy. Gọi là giá tiền đấy. Chẳng hạn như các anh để ý là cái nô vang JBN không chuyên về vang. Và vang của JBN khi mà thuê con VX8 sản xuất đấy, VX8 do thuê X sản xuất đấy, thì theo tiêu chuẩn của JBN và tiếng cũng rất là sạch hơn những con mà cùng cái nguyên mẫu, cùng nguyên mẫu nhưng tiêu chuẩn nó thấp hơn, tức là giá trị tiền nó thấp hơn. Ok, thì con này là hãng Men Go em cũng bán rất là nhiều và cũng không cần phải giới thiệu nữa. Đặc tính là hai nguồn vuông, thì nguồn vuông này thì điện áp nó sẽ ổn định hơn nguồn tròn, nguồn lại gọi là biến áp phe. Và riêng con Men Go hãng tối ưu lại cái khối nguồn, tức là cái để như bình thường các con đích khác là sẽ có 1, 2, 3, 6 sò nguồn, thì X10 nó chỉ còn có một nửa thôi, còn có một nửa sò nguồn và chạy nó không sinh nhiệt, nó bớt sinh nhiệt đi và chạy nó ổn định hơn. Ở đây không phải là hãng nó ăn bớt mà hãng nó tối ưu để bớt sinh nhiệt và cái hiệu suất hoạt động nó sẽ cao hơn, ít sinh nhiệt. Và khi các bác chạy điện áp xuống thấp, riêng X10 Men Go có thể 150V là nó vẫn chạy nha, nhưng X5 X12 thì dưới có những con dưới 200V đã bị reset lại rồi. Đấy. Đây các bác xem ruột này. Thì dòng X10 Men Go bao giờ cũng bền, ít lỗi vặn. Đời chữ đỏ thì chạy Rene đầu ra là Tasakami của Marine Japan, và toàn bộ tụ xuất âm đầu ra là tụ Mi Muom của Nhật. Và con này xuất âm ra trung âm rất là dày. Trung âm rất là dày các bác nhá, dày cộp lên. Nên khi phối ở ngoài không gian rộng hoặc những dòng loa bị mảnh tiếng, phối con này rất là êm, rất là êm. Trung rất là êm, rất dễ phối. Thường những dòng loa, những dòng vang mà trung dày bao giờ cũng dễ phối hơn dòng trung sáng. Nhưng dòng X5 thường ấy, X5 thường bác để ý là bao giờ trung của nó cũng hơi sáng, sáng hơn những dòng này. Tất nhiên là bọn em bán hàng thì sẽ phải tư vấn thật rõ cho các bác để lựa chọn vang cho loa của các anh. Ở những dòng loa chẳng hạn như JBN, 90% loa của JBN trung cao rất là đanh. Đấy, tức là nó sáng và nó rất dễ bị dội ở phần trung cao. Nên khi các bác phối vang cũng phải để ý, cũng phải để ý cho nó nhé. Chẳng hạn như 4012, 715, 515 và nhiều dòng khác. Những dòng 3 đường tiếng thì trung rất là khủng khiếp. Nên phải chọn cái dòng vang số mà trung nó thật dày, thì phối những dòng đấy nó sẽ không bị đanh. Và tại sao này người Việt Nam lại thích hát dày tiếng? Nhất là giọng nữ nha. Giọng nữ vào những dòng JBN mà hát, mà phối những dòng mic bay ơ hoặc là những dòng vang X5 bản thường ấy, thì các anh đưa vào tiếng mic rất dễ bị đanh. Nhất là giọng nữ hát rất là chua.
khó chịu đấy, thì đấy là chúng ta phối chưa phát huy hết, và chúng ta không biết cái đặc tính của loa thì chúng ta phối sẽ bị sai. Thì con này em phối rất là nhiều và con này đánh được sự kiện ngoài trời, tức là đánh to mà không bị vỡ giải đấy, thì X10 mới là con là các bác đáng để lưu tâm. 99% các bác đánh sự kiện thì sử dụng con này, nên đánh ngoài trời, xung lực và dòng CISO, thì riêng những dòng X thì các bác cho nên chọn X10 để đánh sự kiện ngoài trời, xung lực và khả năng trúng hú tốt như X12, nó quét tần rất là dày. Các bác để ý nha, các bác đừng nghĩ là chip 375 mà nó thua chip chất âm, nó thua chip 489, nó chỉ là tốc độ thôi và khả năng xử lý mã bit thôi. Còn xuất âm đầu ra thì mới là quyết định tổng thể của chất âm của toàn một con vang. DSP thì nó sẽ xử lý eco revert lập trình nhá. Eco revert rồi gom mã bit không bị vỡ giải để trước khi phân phối ra ngoài cổng này, thì là cái chip này là quan trọng. Nhưng ra đến xuất âm ra ngoài, tiếng dày, tiếng mỏng, tiếng sáng, tiếng trong, tiếng đục thì phụ thuộc vào cái mạch giải, mạch đầu ra này hết nhá. Đấy, X10 bên Gâu thì các bác mua thì em sẽ bán cho các bác là đẹp. Nhưng con này là 2.800.000 đồng bao ship. Là đời này em sẽ bảo hành 6 tháng. Tất cả những lô này bảo hành 6 tháng hết. Súp lực các bác nhá, súp rất là lực. Các bác mua thì ủng hộ em. Chế độ 1 thì em sẽ cài theo ý của các bác, tùy các bác. Nhưng 1 làm effect rời cũng được, mà làm hát bình thường karaoke dình đều rất là hay. Và em sẽ nêu rõ cái đặc tính của dòng này để các bác phối với dòng hoa của mình. Và đặc biệt con này thì mịn, trung rất là mịn, không bị oang. Đấy, những dòng X5 thường hoặc X8 đánh cao nó sáng nhưng nó lại có độ oang nhẹ. Đây là con vang số bản thường, giá rẻ nhưng chất lượng cao. Đấy, các bác mua thì ủng hộ nhá. Đây chế độ 1 này, đi 1, 2, 5, 6. Đấy, tiếng mít rất là dày. Vì côn này em đang sử dụng là côn rất là sáng tiếng của dòng Rinocang 2A3D. Đấy, rất là nhạy cao và sáng tiếng, nhưng hát vào nó dày. Thì ngoài con loa của dày ra thì con vang số này của em nó sẽ dày tiếng, thì hát nó không bị đanh trung cao, nó khó chịu. Vì trung cao nó xoáy vào tai rất là khó chịu mà. Chế độ 2 này cô dài này, đi 1, 2. Khoan hơi gió khoan đi, thuyền quang hoàng người dầm dìu trên sông, sông nước mênh mông. Đang bị ho, tức là trung rất là êm nên đưa tiếng giải trung mà nó dày dặn lại, các bác hát rất là êm tai. Đấy, chế độ 3 là chế độ revert. Định 1, 2, 5, 6. Đấy. Ok, các bác mua thì ủng hộ em nhé. Các bác nào mà cần những dòng vang cao cấp, đánh được sự kiện, đánh được kẹo kéo, cần cường độ cao thì hãy chọn dòng mic 10 main go. Nhất là các bác làm kẹo kéo nhé. Xin chào các bác ở những video tiếp theo.